Hello, xin chào tất cả các anh chị em đến với câu lạc bộ 6 giờ sáng. Hôm nay chúng ta vẫn đi tiếp cuốn sách của Eunice Maxwell, đó là 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân. Hôm nay chúng ta đã đến với giọng đọc của Thu Hằng với chương 13 là nguyên làm gương. Cái này này. Vâng, xin chào tất cả các anh chị em. Sau đây Hằng xin đọc tiếp chương 13 nguyên tắc làm gương. Rất khó khăn để tiến bộ khi bạn chẳng có ai để học tập. Cụm từ quan trọng nhất về phát triển bản thân mà bạn từng nghe một nhà lãnh đạo giỏi nói với bạn đó là hãy làm theo tôi. Trong chương nguyên tắc có chủ đích, tôi viết về việc tôi đã tìm kiếm không thành công những người có kế hoạch phát triển có thể giúp tôi học cách phát triển bản thân vào năm 1972 như thế nào. Điều đó khiến tôi mua bộ tài liệu mà Camille đã mời chào và tự bắt đầu con đường phát triển cá nhân có chủ tích của mình. Việc đó đã mang lại một khởi đầu tuyệt vời cho tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng quá trình phát triển ban đầu của tôi đã tan thành hoặc bị bỏ lỡ. Tôi đã học tập theo cách thử và sai. Ở khía cạnh tích cực, phát triển cá nhân trở thành ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi học cách chọn sách để đọc, bài học để lắng nghe và các hội nghị để tham dự. Lúc đầu tôi sử dụng cách tiếp cận hàng loạt. Tôi nắm lấy bất cứ thứ gì hấp dẫn tôi, nhưng tôi không có được động lực mà tôi hy vọng có được. Sau đó tôi phát hiện ra rằng tôi cần tập trung phát triển các lĩnh vực thuộc thế mạnh, lãnh đạo, mối quan hệ và truyền thông. Khi tôi làm vậy, hiệu quả của tôi về phát triển cá nhân bắt đầu tăng lên. Tôi cũng bắt đầu học cách lượm lặt những gì tôi đang học, các nguồn lực và rất ít giá trị từ khi bạn có thể đúc rút những gì cần thiết cho mình, có nghĩa là ghi chú ý những điều hữu ích, thu nhập các câu trích dẫn và suy ngẫm về những gì học được. Tôi thường tóm tắt những gì tôi đã học và viết các mốc hành động đặc biệt đối với tôi vào mặt trong của bìa trước cuốn sách. Tôi cũng thu thập, phân loại, lưu lại những câu chuyện và trích dẫn hàng ngày. Tôi cũng áp dụng bất cứ điều gì tôi đã học được sớm nhất có thể. Tất cả những việc này trở thành một phần kỷ luật hàng ngày trong suốt 40 năm qua. Xe của tôi đã trở thành lớp học của tôi khi tôi nghe băng và đĩa CD. Sau đó, bàn làm việc của tôi luôn có một chồng sách mà tôi thường xuyên đọc. Các tệp tài liệu của tôi liên tục phát triển. Tôi đang phát triển, khả năng lãnh đạo của tôi được cải thiện và tôi đã thấy những kết quả tốt hơn trong công việc. Ở mặt tiêu cực, tôi nhận ra một điều cũng trong khoảng thời gian này, sự phát triển cá nhân mà không có sự hỗ trợ của các cố vấn cá nhân có thể đưa tôi tiến xa đến một chừng mực nào đó. Nếu tôi muốn thành nhà lãnh đạo và tin rằng Chúa tạo ra tôi để trở thành người như vậy, tôi cần tìm những tấm gương để học hỏi. Tại sao? Bởi vì thật khó có thể cải thiện khi bạn không có ai để làm theo. Đó là một. Bởi vì khó có thể cải thiện khi bạn không có ai để làm theo. Đó là một bài học của nguyên tắc làm gương. Tôi nên noi gương ai? Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những người mà tôi chưa bao giờ gặp. Kaliji đã dạy cho tôi các kỹ năng làm người khi tôi đọc cuốn Đắc Nhân Tâm hồi học trung học cơ sở. Semi Anen
đã giúp tôi hiểu rằng thái độ của tôi và cách mà tôi suy nghĩ và suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời tôi khi tôi đọc, khi người ta tư duy. Sander cho thấy tầm quan trọng của lãnh đạo đối với tôi lần đầu tiên khi tôi đọc cuốn sách của ông, Lãnh đạo tinh thần. Hầu hết những người quyết định phát triển bản thân đều tìm thấy những cố vấn đầu tiên của mình qua những trang sách. Đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Đó cũng là một nơi tuyệt vời để tiếp tục. Mỗi năm tôi vẫn học hỏi từ hàng chục người mà tôi sẽ không bao giờ gặp mặt. Nhưng tại thời điểm nào đó, bạn cũng phải tìm kiếm những hình mẫu cá nhân. Nếu bạn chỉ làm theo ý mình, bạn sẽ thấy mình chỉ đang đi lòng vòng. Hầu hết những người quyết định phát triển bản thân đều tìm thấy những cố vấn đầu tiên của mình qua những trang sách. Tôi đã có đặc ân kết nối với nhiều người lãnh đạo, nhiều nhà lãnh đạo mà tôi thấy việc noi gương họ rất đáng giá. Những người như cố vấn Smith, diễn giả Redding và huấn luyện viên Water đã giúp tôi rất nhiều. Những người khác có vẻ thú vị nhưng khi gặp trực tiếp lại gây ra thất vọng. Điều đó nói lên rằng bạn phải chọn lọc kỹ các cố vấn và hình mẫu. Tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ về anh chàng vô gia cư đang ngồi trên một băng ghế công viên. Anh chàng thứ nhất nói, tôi ở đây là vì tôi không chịu nghe ai cả. Chàng thứ hai trả lời, tôi ở đây là vì tôi đã nghe tất cả mọi người. Không hành động nào trong số những hành động trên có ích. Bạn phải lựa chọn kỹ người mà bạn sẽ lựa chọn làm cố vấn. Từ những kinh nghiệm tích cực và tiêu cực tôi đã có với các cố vấn, tôi đã đưa ra các tiêu chí để xác định mức độ xứng đáng của một hình mẫu để tôi tuân theo. Tôi chia sẻ chúng với bạn với hy vọng rằng họ sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt cho lĩnh vực phát triển này của bạn. Một cố vấn tốt là một tấm gương xứng đáng. Chúng ta trở nên giống như những người mà chúng ta ngưỡng mộ và những hình mẫu mà chúng ta làm theo. Vì lý do đó, chúng ta nên cẩn thận khi xác định những người mà chúng ta đề nghị làm cố vấn cho mình. Họ không những phải thể hiện sự xuất sắc về chuyên môn và sở hữu những bộ kỹ năng chúng ta có thể học hỏi, mà họ phải chứng tỏ là người có nhân cách đáng ngưỡng mộ. Nhiều vận động viên, người nổi tiếng, chính trị gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay cố gắng từ chối trở thành bất cứ hình mẫu nào khi những người khác theo dõi họ và bắt chước hành vi của họ. Họ muốn mọi người tách biệt hành vi cá nhân với công việc. Nhưng điều đó là không tưởng. Nhà lãnh đạo tôn giáo kiêm tác giả Hinney đưa ra lời khuyên rằng thật không khôn ngoan khi tách biệt hành vi cá nhân với khả năng lãnh đạo của lãnh đạo công chúng. Mặc dù có nhiều người đã cố cho rằng đây là quan điểm khả thi duy nhất của những cá nhân được khai sáng, họ đã nhầm, họ bị lừa về bản chất. Khả năng lãnh đạo thực sự mang theo mình gánh nặng của việc làm một tấm gương. Có phải là đòi hỏi quá đáng khi buộc bất kỳ công chức nào được bầu lên bởi các cử tri của họ phải đứng thẳng người và trở thành hình mẫu trước mọi người, không chỉ ở các khía cạnh lãnh đạo bình thường mà cả về hành vi của họ? Nếu các giá trị không được thiết lập về và giữ vững ở vị trí điều hành thì các hành vi ở cấp dưới họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và phá hoại. Thật vậy, trong bất kỳ tổ chức nào có tình trạng này, có thể là một gia đình, một công ty, một xã hội hay một quốc gia, những giá trị bị bỏ hoặc sẽ dần dần biến mất
qua thời gian. Khi bạn tìm kiếm các hình mẫu và cố vấn, hãy kiểm tra cuộc sống cá nhân cũng như hiệu suất cộng đồng của họ một cách cẩn thận. Giá trị của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các giá trị của chính họ. Vì vậy, bạn không nên bất cẩn trong lúc lựa chọn. 2. Luôn có sẵn một cố vấn hiệu quả, ông trùm ngành thép và nhà từ thiện. Kanchi nói, khi trưởng thành hơn, tôi quan tâm ít hơn đến những gì mọi người nói. Tôi chỉ quan sát những gì họ làm để chúng ta có thể quan sát những hình mẫu thật gần và xem họ làm gì. Chúng ta phải liên hệ với họ. Việc đó cần khả năng tiếp cận của họ và sự sẵn lòng của đối phương. Để được cố vấn chủ động, chúng ta phải dành thời gian với họ để đặt câu hỏi và học hỏi từ câu trả lời của họ. Khi trưởng thành hơn, tôi quan tâm ít hơn những gì người ta nói. Tôi chỉ quan sát những gì họ làm. Khi tôi làm người cố vấn, chúng tôi thường chỉ gặp mặt chính thức một vài lần mỗi năm. Tuy nhiên trong năm đó, đôi khi chúng tôi dành những khoảng khắc thời gian không chính thức với nhau. Nhiều câu hỏi cố vấn của họ được kích thích bởi hành động chứ không phải bởi lời nói của tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi chạnh lòng, bởi vì tôi biết lúc tôi không đạt đến được các lý tưởng và giá trị của tôi chỉ dạy. Như tôi thường nói, thách thức lãnh đạo lớn nhất của tôi là dẫn dắt chính mình. Dạy người khác thì rất dễ, nhưng làm gương cho họ thì khó hơn nhiều. Thách thức lãnh đạo lớn nhất của tôi là dẫn dắt chính mình. Lời khuyên tuyệt đối mà tôi có thể đưa ra về sự sẵn lòng của đối phương đó là khi bạn tìm kiếm một cố vấn, đừng đặt ra yêu cầu quá cao quá sớm. Nếu bạn đang xem xét tiếp cận lĩnh vực chính trị lần đầu tiên, bạn đừng kỳ vọng nhận được lời khuyên của Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu bạn là một học sinh trung học, nghĩ đến việc học chơi Keno, bạn không cần phải được cố vấn bởi Jojo Lam. Mà nếu bạn mới ra trường và chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, đừng mong đợi nhận được thời gian tư vấn chuyên sâu từ COO trong các tổ chức của bạn. Bạn có thể nghĩ, tại sao tôi không lên làm thế? Tại sao không bắt đầu với người giỏi nhất? Trước hết, nếu bạn chỉ mới bắt đầu, gần như tất cả các câu hỏi của bạn có thể được trả lời bởi ai đó hơn bạn 2 hoặc 3 cấp, chứ không phải 10 cấp, và câu trả lời của họ sẽ mới mẻ bởi họ mới xử lý những vấn đề mà họ đang gặp phải gần đây. Thứ hai, các COO cần phải dành thời gian để trả lời những câu hỏi của những người gần cấp độ của họ. Tôi không nói rằng bạn không bao giờ nên tiếp cận những người ở cấp cao nhất. Tôi chỉ đang nói dành phần lớn thời gian của bạn để được cố vấn bởi những người có thời gian sẵn lòng và phù hợp với giai đoạn sự nghiệp của họ. Và khi đạt được sự tiến bộ trong quá trình phát triển của mình, hãy tìm các cố vấn mới tương xứng cho mức phát triển mới đó của bạn. 3. Một cố vấn hiệu quả là người có những trải nghiệm được kiểm chứng. Bạn càng đi xa hơn trong hành trình theo đuổi tiềm năng của bạn, bạn càng phải khai phá những điều mới mẻ. Bạn tìm ra cách xử lý việc đó như thế nào. Như một câu ngạn ngữ Trung Quốc cho hay, muốn biết con đường phía trước như thế nào, hãy hỏi những người đang qua về từ đó. Vào đầu năm 1970, khi nhà thờ của tôi đang phát triển nhanh chóng, tôi nhận ra rằng mình đang di chuyển vào địa hạt mà tôi chưa từng đặt chân đến trước kia và cũng không quen ai ở đó. Để tìm ra các lãnh đạo tốt hơn trong lĩnh vực mới này, tôi bắt đầu tìm kiếm các nhà lãnh đạo nhà thờ thành công ở
Nhà thờ lớn trên khắp đất nước. Tôi đã kể nhiều lần câu chuyện về việc tôi đề nghị trả lời 100 đô la để lấy 30 phút của họ ra sao. Nhiều người vui vẻ đồng ý gặp tôi. Tôi sẽ đi đến cuộc gặp với một cuốn sổ đầy câu hỏi và thu thập câu trả lời từ họ. Tôi không biết mình đã học được bao nhiêu nữa từ những lần gặp gỡ như thế. Muốn biết con đường phía trước như thế nào, hãy hỏi những người đang quay về từ đó. Mỗi lần tham gia vào một dự án mới, tôi đã tìm kiếm lời khuyên của những người có kinh nghiệm đã được kiểm chứng. Khi tôi khởi nghiệp đầu tiên, tôi nói chuyện với các doanh nhân thành công, những người có thể cho tôi lời khuyên. Khi tôi muốn viết một cuốn sách đầu tiên, tôi học theo các tác giả thành công, những người có thể hướng dẫn tôi để học cách giao tiếp hiệu quả hơn. Tôi nghiên cứu các nhà truyền thông, lắng nghe về những kinh nghiệm tồi tệ của họ giúp tôi nhận thức được những vấn đề để tiềm ẩn mà tôi sẽ phải đối mặt. Trên hành trình lắng nghe về những trải nghiệm tốt của họ giúp tôi tiên đoán được những cơ hội tiềm năng trước mắt. Tôi không biết người thành công đã không học hỏi từ những người có kinh nghiệm hơn họ. Đôi khi họ lối khuất cố vấn của mình. Có lúc họ dùng lời khuyên của cố vấn để khai phá địa hạt mới. Cựu thị trưởng thành phố New York, Judy nói, tất cả các nhà lãnh đạo đều bị ảnh hưởng bởi những người mà họ ngưỡng mộ. Đọc về họ và nghiên cứu tính cách của họ chắc chắn sẽ cho phép một nhà lãnh đạo cảm hứng phát triển những đặc điểm lãnh đạo của chính họ. Tất cả các nhà lãnh đạo đều bị ảnh hưởng bởi những người mà họ ngưỡng mộ. Đọc về họ và nghiên cứu tính cách của họ chắc chắn sẽ cho phép một nhà lãnh đạo cảm hứng phát triển những đặc điểm lãnh đạo của chính họ. 4. Một cố vấn hiệu quả sở hữu sự khôn ngoan. Có một câu chuyện nổi tiếng về một chuyên gia đã được một công ty mời đến để xem xét hệ thống sản xuất của họ. Nó đã bị hỏng và mọi thứ đang ở trạng thái bế tắc. Khi chuyên gia đến, ông không mang theo gì ngoài một chiếc túi màu đen nhỏ. Ông lặng lẽ đi vòng quanh thiết bị trong vài phút rồi dừng lại. Khi tập trung vào một khu vực cụ thể của thiết bị, ông lấy chiếc búa nhỏ ra khỏi túi và gõ nhẹ vào đó. Bất chợt mọi thứ bắt đầu chạy lại và ông lặng lẽ rời đi. Vào ngày hôm sau, ông gửi đến một hóa đơn khiến người quản lý choáng váng. Hóa đơn giá trị 1.000 đô la. Người quản lý nhanh chóng gửi email chuyển đến chuyên gia đó với nội dung rằng tôi sẽ không thanh toán hóa đơn này nếu không được liệt kê các hạng mục sửa chữa và giải thích chi tiết. Ngay lập tức ông ta nhận được một biên lai với một nội dung sau: công gõ búa lên máy 1 đô la. Công phát hiện ra chỗ để gõ 999 đô la. Đó là giá trị của sự khôn ngoan. Các cố vấn khôn ngoan thường cho chúng tôi biết chỗ cần gõ búa. Sự hiểu biết, kinh nghiệm và kiến thức của họ giúp ta giải quyết các vấn đề mà chúng ta khó có thể tự mình xử lý. Smith là một cố vấn rất có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Một hôm tôi hỏi ông ta tại sao những người thành công thường hủy hại cuộc sống của họ và làm tổn thương đến sự nghiệp của họ. Ông nói, đừng bao giờ nhầm lẫn khả năng của một người với người đó. Khả năng của họ cho phép họ làm những điều tuyệt vời, nhưng người đó có thể cảm tính mà cuối cùng gây ra sự nguy hại. Chút khôn ngoan đó đã giúp tôi rất nhiều. Thứ nhất, nó đã giúp tôi hiểu nó hơn.
cách làm việc với người có tài giúp họ phát triển. Thứ hai, nó đã là một cảnh báo đối với tôi về mặt cá nhân. Tôi biết rằng việc có tài năng một lĩnh vực nhất định không giúp tôi miễn nhiễm trước các kỷ luật hoặc các vấn đề nhân cách. Tất cả chúng ta đều chỉ cách sự ngu ngốc một bước chân. Những người khôn ngoan thường chỉ sử dụng một vài từ để giúp chúng ta học hỏi và phát triển. Họ giúp chúng ta hiểu hơn về những thế giới khác mà chúng ta có thể không thấy nếu thiếu sự giúp đỡ họ. Họ giúp chúng ta trải qua các tình huống khó khăn. Họ giúp chúng ta nhìn thấy những cơ hội mà chúng ta có thể bỏ lỡ. Họ khiến chúng ta khôn ngoan hơn trước đây. 5. Một cố vấn hiệu quả mang đến sự Chàng chân ơi. Thành và sự hỗ trợ. Chị Hằng ơi, đọc tiếp cho nhé. Ok, xin mời. Hằng xin tiếp lời của chị Hằng nhé. 5. Một cố vấn hiệu quả mang đến sự chân thành và sự hỗ trợ. Câu hỏi đầu tiên mà hầu hết những người được cố vấn hỏi người cố vấn cho mình đó là: anh có quan tâm đến tôi không? Lý do cho câu hỏi này rất rõ ràng. Ai muốn được hướng dẫn bởi một người không quan tâm đến họ chứ? Người ích kỷ sẽ hỗ trợ bạn chỉ trong chừng mực. Cố vấn tốt mang lại sự chân thành và hỗ trợ, nỗ lực giúp bạn tiếp cận tiềm năng của mình một cách hào phóng. Tư duy của họ được lột tả thông qua nhận xét của huấn luyện viên kinh doanh kiêm tác giả James như sau. Những điều vĩ đại xảy ra bất cứ khi nào chúng ta ngừng coi bản thân là món quà mà Chúa dành tặng cho người khác và bắt đầu coi người khác là món quà của Chúa dành cho chúng ta. Những điều vĩ đại xảy ra bất cứ khi nào chúng ta ngừng coi bản thân là món quà mà Chúa dành tặng cho người khác và bắt đầu coi người khác là món quà của Chúa dành cho chúng ta. Một buổi tối nọ, khi tôi đang thưởng thức bữa tối với cựu CEO của Gunscon và tác giả Jim Collins, cả hai đều được cố vấn bởi Peter, thường được gọi là cha đẻ của quản lý hiện đại. Tôi đã gặp Ducker và học hỏi từ ông, nhưng họ đã có mối quan hệ lâu dài với ông và biết ông rất rõ. Tôi hỏi họ rằng họ đã học được những gì từ ông và phản ứng của họ tập trung vào tình bạn của người đàn ông này hơn là sự thông tuệ với tư cách một chuyên gia. Những gì mà Jim Collins đã nói với tôi tối hôm đó được thể hiện rất ngắn gọn trong một bài báo mà ông viết sau khi Ducker qua đời. Nhưng đối với tôi, những bài học quan trọng nhất của Ducker không thể được tìm thấy trong bất kỳ văn bản hoặc bài giảng nào, mà là trong tấm gương về cuộc đời ông. Tôi đã đến Clarimont, California vào năm 1994 để tìm kiếm sự thông thái từ nhà tư tưởng quản lý vĩ đại nhất thời đại của chúng ta. Và tôi cảm thấy rằng tôi đã gặp một người có lòng từ bi và nhân ái, một thiên tài đa tài. Chúng ta đã mất đi không chỉ một bậc thầy vĩ đại mà mất đi cả một giáo sư đáng kính, người đã chào đón các sinh viên vào ngôi nhà khiêm tốn của mình để trò chuyện, thật ấm áp và truyền cảm hứng. Peter Ducker được thôi thúc bởi không bởi mong muốn được nói gì đó, mà bởi mong muốn được học hỏi điều gì đó từ bất cứ sinh viên nào ông gặp. Và đó là lý do tại sao ông trở thành một trong những người thầy có tầm ảnh hưởng lớn nhất mà phần lớn chúng ta từng biết đến. Nếu người đề nghị cố vấn cho bạn không thực sự hỗ trợ bạn và tạo dựng một mối quan hệ hữu hảo, thì mối quan hệ sẽ luôn không đáp ứng được mong đợi của bạn. Kiến thức mà không có sự hỗ trợ chỉ vô ích. Lời khuyên mà không có sự chân thành thì xa cách. Thẳng thắn mà vô tâm thì nghiệt ngã. Tuy nhiên, khi bạn được giúp đỡ bởi một người quan tâm đến bạn, bạn cảm thấy thỏa mãn về mặt cảm xúc. Phát triển xuất phát từ cả lý trí lẫn con tim. Chỉ có những người ủng hộ mới sẵn sàng chia sẻ cả hai điều đó với bạn. 6. Cố vấn hiệu quả là người tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Một chủ đề chính trong cuộc đời tôi là mong muốn bổ sung giá trị cho mọi người và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ. Một trong những cách tôi làm đó là cố vấn cho họ. Nhưng thời gian của tôi quá hạn hẹp mà tôi chỉ có thể hướng dẫn một số ít người. Điều này đã khiến tôi thất vọng và nhiều người yêu cầu tôi huấn luyện họ hoặc đào tạo họ để họ huấn luyện cho những người khác, cũng hụt hẫng không kém. Cuối cùng, tôi đã phát hiện ra một giải pháp cho vấn đề này. Trong năm 2011,
Một số người bạn đã giúp tôi tạo ra một công ty huấn luyện mang tên John Marquez. Nó đã trở thành một trong những cam kết tạo ra sự khác biệt tuyệt vời nhất của tôi. Và nó cho phép tôi bổ sung giá trị cho nhiều người bằng cách giúp đào tạo và cấp chứng nhận cho các huấn luyện viên dạy các nguyên tắc của tôi. Cùng với nhau, chúng ta đang tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người. Một huấn luyện viên vẫn là cái gì đó hoặc một ai đó mang một người có giá trị từ nơi họ ở đến nơi họ muốn đến. Tôi thích từ huấn luyện viên. Tôi từng đọc trong cuốn sách Aprin của Kevin Hart, một người bạn của tôi, rằng từ này bắt nguồn từ những huấn luyện viên ngựa kéo xe xuất hiện ở thị trấn Cork trong thế kỷ. Các phương tiện ban đầu được sử dụng để vận chuyển quý tộc, nhưng trong thời gian đó, chúng cũng chở các vật có giá trị, thư tín và hành khách thông thường. Như Kevin nhận xét, một huấn luyện viên vẫn là cái gì đó hoặc một ai đó mang một người có giá trị từ nơi họ ở đến nơi họ muốn đến. Vì vậy, nếu bạn có một huấn luyện viên, bạn biết bạn sẽ đến được nơi bạn muốn đến trong một phần mang tên một huấn luyện viên ở bất kỳ tên gọi nào khác. Kevin tiếp tục mô tả ý nghĩa của việc trở thành một huấn luyện viên. Anh ấy viết, trong các nền văn hóa và ngôn ngữ khác, huấn luyện viên được biết đến bởi nhiều tên gọi và chức vị khác nhau. Ở Nhật Bản, sensei là một người có nhiều kinh nghiệm. Trong võ thuật, nó chỉ là một bậc thầy. Trong tiếng Phạn, guru là một người có kiến thức và trí tuệ uyên thâm. Gu có nghĩa là bóng tối, và ru có nghĩa là ánh sáng. Một guru là người đưa ai đó từ bóng tối ra ánh sáng. Trong tiếng Tạng, Lama là một người với tinh thần và tâm linh đúng không ạ? Duyên duyên. Trong Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt La Mật La là bậc thầy cao nhất. Ở Ý, Metro là một bậc thầy về âm nhạc. Nó được viết tắt của từ Metro, có nghĩa là Đức Cha nhà nguyện. Ở Pháp, Tutor là một gia sư. Thuật ngữ này có từ thế kỷ và đề cập đến một người phục vụ như một người canh gác. Ở Anh, một Guide là người biết và chỉ đường. Nó biểu thị khả năng để nhìn thấy và chỉ ra hướng đi tốt hơn. Ở Hy Lạp, Mentor là một cố vấn khôn ngoan và đáng tin cậy. Cố vấn của Homer là một người có khả năng bảo vệ và hỗ trợ. Tất cả những từ này mô tả cùng một vai trò, một người đi trước chỉ đường. Cho dù bạn sử dụng từ nào để mô tả họ đi nữa, thì các huấn luyện viên cũng tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Họ giúp những người này phát triển, họ cải thiện tiềm năng, họ giúp tăng năng suất, họ giúp mọi người đạt được những thay đổi tích cực. Như bạn của tôi, Andy Stanley, nói trong Các nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo, bạn sẽ không bao giờ tối đa hóa tiềm năng của bạn ở bất kỳ lĩnh vực nào nếu thiếu huấn luyện. Điều đó là không thể. Bạn có thể làm tốt, bạn có thể thậm chí còn tốt hơn mọi người khác. Nhưng nếu không có những thông tin đầu vào từ bên ngoài, bạn sẽ không bao giờ làm tốt được như bạn có thể. Chúng ta đều làm tốt hơn khi có ai đó đang quan sát và đánh giá. Tự đánh giá rất hữu ích, nhưng đánh giá từ người khác lại rất cần thiết. Theo tôi, huấn luyện viên giỏi có chung 5 điểm sau. 1. Quan tâm đến người mà họ huấn luyện. 2. Quan sát thái độ, hành vi và hiệu suất của người được huấn luyện. 3. Đưa người được huấn luyện vào vị thế tương xứng với thế mạnh của bản thân để đạt được hiệu quả cao nhất. 4. Giao tiếp và đưa ra phản hồi về hiệu suất của người được huấn luyện. 5. Giúp người được huấn luyện cải thiện cuộc sống và hiệu suất. Tôi đã được hỗ trợ bởi hàng trăm người. Trong những năm qua, những người đã trở thành hình mẫu về phát triển cá nhân, đã hướng dẫn tôi qua những thành công của họ và đã huấn luyện tôi đạt được hiệu suất cao hơn. Bằng cách sử dụng 5 đặc điểm này, tôi nợ họ sự biết ơn sâu sắc. Quá trình phát triển với sự trợ giúp của một cố vấn thường tuân theo mô hình này, nó bắt đầu bằng nhận thức. Bạn nhận ra rằng bạn cần được giúp đỡ và rằng tự làm theo bản thân, bạn không phải là một lựa chọn khả thi cho sự phát triển cá nhân hiệu quả. Tôi đã may mắn nhận ra điều này từ rất sớm trong sự nghiệp của mình. Tôi nhận ra rằng tôi không có kinh nghiệm, không
tiếng tăm và không có các hình mẫu lý tưởng trong mối quan hệ của mình để có thể phát triển tiềm năng của bản thân. Khi một người nhận ra điều đó, một trong hai điều có thể xảy ra. Đầu tiên, đó là sự tự cao của anh ta trỗi dậy và anh ta sẽ không tự mình đi hỏi xin người khác lời khuyên. Đây là một phản ứng thông thường. Trong cuốn tạm dịch Cuộc chạy vượt rào của tổ chức, nhà tâm lý học Julie Sponis cho hay những người ở độ tuổi 20 bắt đầu sự nghiệp của họ có xu hướng xấu hổ khi đặt câu hỏi. Khi họ 30 tuổi, cái tôi cá nhân khiến họ cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm tư vấn từ các đồng nghiệp. Để không bị bẽ mặt trước những người khác, họ giấu nhẹm sự thiếu hiểu biết của mình. Phản ứng khác trước nhận thức đó là hạ thấp mình và nói, tôi cần anh giúp đỡ. Quyết định đó không chỉ mang lại nhiều kiến thức hơn, mà khiến ta trưởng thành hơn. Nó cũng cố rằng mọi người cần nhau. Không phải chỉ khi họ còn trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp, mà trong cả cuộc đời. Như Chu Windor hùng hồn tuyên bố trong cuốn Cú chạm đích rằng, không ai là cả một chuỗi. Mỗi người là một mắt xích. Nếu lấy đi bất kỳ mắt xích nào, chuỗi sẽ vỡ. Không ai là cả một đội. Mỗi người là một người chơi. Nếu bỏ ra một người, trận đấu sẽ thua. Không ai là cả một dàn nhạc. Mỗi người là một nhạc sĩ. Nếu thiếu một người, bản giao hưởng sẽ không trọn vẹn. Bạn hiểu ý tôi chứ? Chúng ta cần có nhau. Bạn cần ai đó và ai đó cần bạn. Chúng ta không phải là người hòn đảo biệt lập. Chúng ta không phải là những hòn đảo biệt lập. Để biến điều này trở thành công việc cả đời, chúng ta cần hỗ trợ và dựa dẫm vào nhau, cho đi và nhận lại, thú nhận và tha thứ, tiếp cận và nắm lấy, thả ra và dựa vào. Vì không ai trong chúng ta là một tổng thể, độc lập, tự mãn, siêu năng lực, nên chúng ta hãy từ bỏ việc tỏ vẻ là người như vậy. Cuộc sống đã đủ cô đơn, ngay cả khi chúng ta không đóng vai trò ngớ ngẩn đó. Trò chơi đã kết thúc, chúng ta hãy nối kết. Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng tài sản lớn nhất trong hành trình phát triển của tôi là mọi người. Nhưng rồi một lần nữa, đó là khoản nợ to nhất. Những người theo dõi bạn, những người bạn theo dõi, những người bạn noi gương, những cố vấn bạn xin lời khuyên làm nên con người bạn. Nếu bạn dành thời gian với những người là phần trừ của bạn, những người làm giảm giá trị của bạn hoặc đánh thấp giá hoặc đánh giá thấp bạn, thì mọi bước tiến của bạn cố gắng thực hiện sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu bạn tìm thấy các nhà lãnh đạo khôn ngoan, những hình mẫu lý tưởng và những người bạn tốt, bạn sẽ thấy rằng họ giúp bạn tăng tốc trong hành trình của mình. Tôi đã may mắn có được nhiều cố vấn tuyệt vời trong đời. Hình mẫu đầu tiên của tôi là cha mẹ, Melin và Laura. Tôi đã học được từ sự liêm chính và tình yêu vô điều kiện từ họ. Thao và Zila là hai trong số những cố vấn đầu tiên ngoài gia đình. Emmer là người đầu tiên dạy tôi phát triển nhà thờ của tôi. Jin là diễn giả phát triển cá nhân đầu tiên tôi noi gương theo. Cả hai đều trở thành bạn tốt. Tom Phillips và anh trai tôi là Ray Masquet đã cố vấn cho tôi trong kinh doanh. Let's Stop đã giúp tôi học cách viết cuốn sách đầu tiên của tôi. Peter Drucker giúp tôi biết được tầm quan trọng của việc phát triển con người đến mức mà họ có thể thay thế tôi. Fred Mill đã giúp tôi tinh chỉnh kỹ năng lãnh đạo của mình. Pew Chris đã cho tôi thấy tác động của các nhà tư tưởng kinh doanh có thể ảnh hưởng đến đức tin của thế giới. John Warden đã dạy tôi cách để trở thành một người tốt hơn. Cho dù bạn là ai, bạn làm gì, địa vị ra sao, bạn cũng vẫn có thể hưởng lợi từ việc sở hữu một cố vấn. Nếu bạn chưa từng có cố vấn, bạn không biết nó có thể cải thiện cuộc sống của bạn như thế nào. Nếu từng có cố vấn, thì bạn đã biết và bạn nên bắt đầu chuyển tiếp những lợi ích nhận được bằng cách trở thành người cố vấn cho người khác. Bởi vì bạn biết rằng thật khó để tiến bộ nếu không có một cố vấn. Áp dụng nguyên tắc làm gương vào cuộc sống. Tìm một cố vấn cho bước tiếp theo. Hãy nghĩ về nơi bạn đang đứng trong sự nghiệp của bạn và nơi bạn muốn đến. Tìm kiếm ai đó bạn ngưỡng mộ, người đang ở trước bạn 2 hoặc 3 cấp độ. Người này không nhất thiết phải ở trong tổ chức của bạn. Tìm kiếm những phẩm chất cần thiết ở một người cố vấn hiệu quả là một tấm gương xứng đáng, sẵn lòng giúp đỡ, kinh nghiệm đã được kiểm chứng, có chuyên môn và các kỹ năng huấn luyện. Nếu những phẩm chất này hiện diện ở cá nhân nào, hãy nhờ người đó giúp đỡ bạn. Trước bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với một cố vấn, hãy chuẩn bị 3 đến 5 câu hỏi chu đáo.
Những câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp bạn rất nhiều. Sau cuộc gặp, hãy nỗ lực áp dụng những gì bạn đã học vào hoàn cảnh của bản thân. Đừng đề nghị về cuộc gặp mặt tiếp theo nếu bạn chưa làm được điều đó. Tại cuộc gặp mặt tiếp theo của bạn, hãy bắt đầu bằng việc cho người cố vấn của bạn biết bạn đã áp dụng những gì bạn học được như thế nào, hoặc đã cố áp dụng nó và không thành công. Vì vậy, bạn có thể học từ những sai lầm đó như thế nào. Sau đó đặt ra những câu hỏi mới của bạn. Làm theo cách này khiến người hướng dẫn của bạn cảm thấy được khen thưởng cho những nỗ lực và đóng góp của họ. Từ đó, có thể sẽ vui lòng tiếp tục giúp đỡ bạn. Tất cả chúng ta đều cần những người có thể giúp chúng ta tăng cường các điểm mạnh cụ thể hoặc trải qua các khu vực có vấn đề nhất định. Bạn nói chuyện với ai khi bạn gặp phải những vấn đề liên quan đến hôn nhân, việc nuôi dạy con cái, phát triển tinh thần, kỷ luật cá nhân, sở thích, v.v. Không ai có thể trả lời tất cả những câu hỏi này. Bạn cần tìm các cố vấn cá nhân để giúp bạn. Dành thời gian lập ra hai danh sách. Đầu tiên, liệt kê các điểm mạnh và kỹ năng cụ thể mà bạn muốn cải thiện để đạt được tiềm năng của mình. Thứ hai, liệt kê các lĩnh vực vấn đề cụ thể mà bạn cảm thấy cần hướng dẫn liên tục. Bắt đầu tìm kiếm những người có chuyên môn trong những lĩnh vực cụ thể này và hỏi xem họ có sẵn sàng trả lời các câu hỏi khi bạn đặt ra chúng không. Bạn có những hình mẫu lâu dài mà bạn quan sát, theo dõi và học hỏi. Những người có thể cho bạn lời khuyên về cuộc sống và sự nghiệp của bạn nói chung. Hoặc bạn đang cố gắng cải thiện bản thân trong khi không có ai để làm theo. Nếu bạn không yêu cầu người khác giúp bạn trong hành trình của mình, đã đến lúc bắt đầu làm việc này. Hầu hết chúng ta đều bắt đầu bằng cách tìm kiếm các hình mẫu xứng đáng để làm theo bằng cách đọc về họ thông qua các cuốn sách. Bắt đầu từ đó, nhưng đừng chỉ dừng lại ở đó, tìm kiếm những người có thể tiếp cận trực tiếp trong cuộc sống. Đối với tôi, một người như vậy là John Warden. Trong nhiều thập kỷ, tôi đã học hỏi từ xa từ ông. Tôi đã xem các đội của ông chơi trên truyền hình. Tôi theo dõi sự nghiệp của ông. Tôi đọc mọi thứ ông viết. Tuy nhiên, khi ông khoảng 90 tuổi, tôi đã có đặc quyền gặp ông hai lần mỗi năm trong nhiều năm. Tôi đã học được rất nhiều từ ông và biết ơn thời gian ông dành cho tôi. Khi tìm kiếm các hình mẫu và cố vấn, tôi muốn tặng bạn một lời khuyên. Nhiều lúc, có những người có vẻ thú vị khi nhìn từ xa, nhưng khi bạn tiếp cận họ, bạn sẽ khám phá ra những phẩm chất mình không ngưỡng mộ. Nếu điều đó xảy ra với bạn, đừng để điều đó làm nản lòng bạn. Có rất nhiều người ở ngoài kia xứng đáng được tôn trọng và làm theo. Hãy cứ tiếp tục và bạn sẽ tìm thấy họ. Em xin hết ở đây ạ. Cảm ơn chị Thu Hằng và Thúy Hằng đã đọc sách ngày hôm nay nhé. Và để chúng ta tiếp tục luôn thì em mời chị Thu Hằng phát biểu về cảm nghĩ của mình trong chương này nhé. Vâng, xin cảm ơn em Hằng đã cùng đọc sách. Thì trong cái chương 13 nguyên tắc làm gương, thì tất cả chúng ta ai cũng cần có một người chỉ dẫn cho mình, có người để làm gương để mình học theo, để phát triển. Thì rất khó để tiến bộ khi bạn chẳng có ai để học tập, nếu như mình không có người cho đường chỉ lối hoặc là không có một cái thần tượng nào đó. Ví dụ mình có cái người mà mình hâm mộ, mình muốn giống họ, mình muốn phát triển, thì trong chúng ta ai ai cũng phải có một người phải giỏi hơn mình và là người cố vấn cho mình để mình tiến bộ lên, để mình phát triển bản thân mình lên. Như mình chọn cho mình những người thầy, những người thầy để dẫn dắt đường lối cho mình. Ví dụ trong kinh doanh, trong bất kể trong cái lĩnh vực mà mình yêu thích cái nghề của mình chẳng hạn, thì mình phải tìm cái người giỏi hơn mình hoặc có chuyên sâu vào trong cái lĩnh vực mà mình muốn đạt được đó, thì mình nên tìm một người thầy, một người cố vấn để dẫn dắt cho mình. Người đó là người làm gương cho mình. Mình phải tìm cái người giỏi hơn mình chứ không phải tìm tấm gương mà người ta kém mình thì chắc chắn họ sẽ kéo mình xuống. Mà tìm những người tài năng, những người có tầm ảnh hưởng, có thể tầm ảnh hưởng trong xã hội này, hoặc là phải có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà mình yêu thích, thì chúng ta nên chọn cho mình không ít nhất một hai người thầy hoặc nhiều người thầy càng tốt, để cho mình có những bài học, những cái giá trị để mình học hỏi thì mình sẽ tiến xa hơn. Như hầu hết những người quyết định phát triển bản thân đều tìm thấy những cố vấn đầu tiên của mình qua những trang sách. Đúng vậy, hàng thế đầu tiên thì
đáng ra mình tìm cho mình người thầy, nhưng mà người thầy mình phải bỏ tiền ra chẳng hạn đấy. Cái người đứng cạnh mình người ta rất bận rộn, người ta không có thời gian dành cho mình. Muốn có người ta dành cho mình thì mình phải bỏ tiền ra thuê người thầy đó giảng dạy cho mình. Còn không thì mình đọc qua những quyển sách để mình phát triển. Và đại đa số là hàng tìm ra sách để mình học, để mình đúc kết ra những bài học giá trị cho mình. Đó là người thầy đầu tiên của mình đọc qua quyển sách. Sau đó mình học những người thầy trên mạng đó, như nhiều thầy và dẫn dắt những tư duy, những cố vấn về phát triển kinh tế, suy nghĩ bản thân. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe nhé, dành cho người khác. Cảm ơn chị Hằng xin tiếp lời của chị Hằng nhé. Qua cái nguyên tắc làm gương này, Hằng đọc thì Hằng thấy nó như là nó tổng kết các nguyên tắc từ trước giờ mình đọc, nó có liên quan đến nhau. Thì Hằng thấy trong này nó dạy mình là như là tìm cho mình một người thầy của mình ở đây có nghĩa là những người thầy mà mình học này, những cuốn sách mà mình đọc này, và những người bạn mà mình chơi, đó chính là những người thầy chung quanh mình. Và khi mà mình đọc sách rồi và mình có được những người thầy tốt rồi thì mình đã tìm ra được những cái tinh hoa từ những người thầy mà mình đã có. Nhưng cái quan trọng là mình phải biết áp dụng vào cuộc sống của mình, áp dụng vào cuộc đời của mình, chứ không phải mình học xong mình để đó, mình đọc xong mình để đó. Cái quan trọng là phải biết cách áp dụng. Và nó ra trong này nó còn dạy mình cái phát triển kỹ năng làm người, là cái cách thay đổi cái thái độ cũng như là cái suy nghĩ, cái cách suy nghĩ của mình. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái nhân cách của một con người. Trong này nó dạy mình phải nâng cao cái nhân cách của mình, đó là người thầy. Trong này cái người mà lãnh đạo ấy, người ta không có quan trọng về cái giỏi về cái lĩnh vực của người ta, mà quan trọng là phải tìm người có nhân cách thật là tốt. Và cái trong câu trong cái phần này nữa, Hằng thích cái câu là muốn biết mà con đường phía trước như thế nào, hãy hỏi những người đang quay về từ đó. Giống như là cái lĩnh vực mình đang làm này, mình phải tìm những người đang giỏi trong cái lĩnh vực này để mình học hỏi. Còn những người lĩnh vực khác ấy thì mình không học biết, họ không có biết về lĩnh vực của mình. Cho nên cái ngành mạng lưới mạng của mình ấy, mình làm á, là mình phải hỏi những người đã thành công trong mạng lưới mạng. Còn mình hỏi những người thành công trong những cái ngành nghề khác ấy, họ sẽ không biết về cái gì về cái này cả, mặc dù họ cũng là những người thành công. Cho nên là mình khi mà mình chọn con đường nào, mình phải tìm những người chuyên gia về con đường đấy. Mình xin kết thúc ở đây ạ. Cảm ơn chị Thu Hằng và Thúy Hằng rất là nhiều. Xin mời Trong Mai nào. Cảm ơn chị đã đọc sách nha. Em cũng tâm đắc vài câu. Ở cái trang 359 đó, cái câu khi trưởng thành hơn, tôi quan tâm ít hơn đến những gì mọi người nói, tôi chỉ quan sát những gì họ làm. Cái câu này rất là hay. Khi mà mình muốn tìm một nhà cố vấn cho cái bản thân mình đó, mình cũng nhìn cái hành động, cái kết quả của họ làm ra. Chứ thường là mình nhà cố vấn mình thật sự cũng tìm một người mà thật sự tài giỏi, một người là gọi là mình ngưỡng mộ. Nên là thường là mình sẽ nhìn những cái gì mà họ làm ra cái kết quả cuối cùng ấy. Thường là như tâm ai cũng vậy à. Như như em khi mà mới sang Hàn ấy, ngày xưa em rất ngưỡng mộ một cô giáo mà dạy em tiếng Hàn. Cô đang học tiến sĩ và vừa dạy tiếng Hàn và vừa dạy ở trường học ấy. Cô thật sự rất là mạnh mẽ và nói chung là dạy cho mình cái cách sống nè, rồi tất cả những cái kiến thức trong cái xã hội á, thường mình rất là ngưỡng mộ. Nên là cái câu này em cảm thấy rất là đúng, tại vì mình cảm thấy cái người đó họ sống rất là tốt, rất là thành công. Và còn nãy em gặp đây, hình như chị Hằng mới nói muốn biết con đường phía trước thế nào, hãy hỏi những người đang quay về từ đó. Cái câu này cũng đúng chuẩn luôn. Thật sự mình làm, khi mà mình làm cái việc gì đó như là cái việc như kinh doanh mạng lưới mạng á, hầu như rất là nhiều người chưa có biết đến, ngay cả riêng bản thân em cũng vậy. Nên là thường khi mà bắt đầu họ sẽ đi dò hỏi rất là nhiều nơi, hỏi là cái công việc này làm như thế nào, nó có đơn giản như mình suy nghĩ hay là không. Rồi thường sẽ hỏi đúng đối tượng, giống như chị Hằng nói lúc nãy, mình phải hỏi đúng cái người cùng làm cùng cái mảng với mình, họ mới hiểu và họ mới giải thích cho mình được. Thứ chứ mình đang làm bên kinh doanh mạng lưới mạng mà họ hỏi những người về bên kinh doanh khác
thì dĩ nhiên khi mình hỏi sang là họ sẽ nói là đừng nên làm cái việc này, là không có nên làm là chết, làm toàn là lừa đảo không là thế này nọ, họ nói những cái lời làm cho mình cảm thấy suy si sụp thêm. Nên là mình phải hỏi đúng cái người mà làm cùng cái mảng mà mình đang 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 theo, và họ sẽ phải hiểu về cái công việc đó, họ mới tư vấn, và họ mới là một người cố vấn thực sự cho mình. Em cảm thấy xin hết. Cảm ơn Trung Mai rất là nhiều. Ngay từ lúc mình đi học là cũng có, như ở trong quyển sách này ấy, cái trong phần ngay như là bố mẹ cũng đã là người tư vấn cố vấn của chúng ta rồi đúng không ạ? Xung quanh của chúng ta có rất là nhiều cố vấn từ khi mà chúng ta phát triển trở lên. Xin mời Hồng Nghệ Chin có nói được không ạ? Chứ phải đang lái xe. Đang lái xe ạ. Cái điện thoại không thể được. Thì vừa đấy Hồng Nhi Chính rất là chăm chú lắng nghe. Thế xong rồi chăm đi làm, đưa đưa người đi làm đúng không? Hôm nay xe được, à không phát biểu được. Nay Huyên thấy có một thành viên mới đó là Ngọc Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc có tham gia không? Nguyễn Ngọc có thể phát biểu được không ạ? Có thể biểu quyết không ạ? Em chào các chị, hôm nay em mới tham gia buổi đầu tiên. Vậy thì cảm nhận của Nguyễn Ngọc ơi, có thể là cho biết mọi người về cảm nhận của em ở trong cái chương này không? Hôm nay em chưa mua sách chị ạ, nên là em chỉ nghe mọi người đọc thôi, nhưng mà em cảm thấy là cái chương này rất là áp dụng nhiều trong cuộc sống của mình luôn, tại vì là khi mà mình làm bất kỳ một cái công việc gì đó, mình thật sự cần một người hướng dẫn cho mình và cần một người thầy để mình có thể noi theo, mình có thể làm theo những thứ mà họ đã đạt được. Nên là em sẽ tham gia vào cái nhóm của các chị để học hỏi các chị. Cảm ơn Nguyễn Ngọc rất là nhiều, cho Nguyễn Ngọc một tràng tay là hy vọng là cứ 6 giờ ngày mai cứ đúng 6 giờ là Nguyễn Ngọc có thể vào tham gia cùng nhé. Vâng. Mà biết được rằng là Mỹ Hà là người giới thiệu Trần Mỹ Hà là người giới thiệu Nguyễn Ngọc vào đúng không ạ? Mỹ Hà Vâng. có thể bật mic lên nói chuyện được không? Chắc lại đang bận rồi. Thế thì Huyên cũng xin chia sẻ luôn cái trong cái phần này nhé. Huyên cũng thấy đúng là cái phần mà làm gương. Nhưng mà ở đây thì nói về cái phần làm gương nhiều hơn, nói về nào chương là làm gương, nhưng mà để nói chủ yếu là về cái người mà chúng ta chọn, cái người cố vấn. Cái người cố vấn phải cái là cái người mà biết làm gương cho người khác. Như Huyên nghĩ ấy, thì là phải biết người làm gương cho người khác thì mới có cái tư cách để làm một cái cố vấn cho người khác nữa, đúng không ạ? Ở đây nếu mà chúng ta muốn làm một cái cố vấn cho ai đó thì trước tiên là chúng ta cũng phải làm gương. Như tất cả các anh chị em ở đây là đang làm gương, là cứ 6 giờ sáng là chúng ta vào chúng ta đọc sách. Và trong phần này thì cũng vậy, như chị Hằng thì Thu Hằng phát biểu ấy, là chúng ta phải có tìm được cái người là cố vấn cho chúng ta. Em thì hôm qua như hôm qua cũng vậy, cũng nói với mọi người, nói với chị Hải Yến rằng là mình phải có một cái người cố vấn. Nhưng mà ở trong phần này nó lại nói là không phải bạn muốn là cái người cố vấn nó phải giỏi giang quá, như là nó phải là trưởng một cái CEO gì đấy đúng không ạ, là giám đốc hay là một chủ tịch một công ty tập đoàn lớn nào, mà chúng ta hãy cùng chỉ cần cái người cố vấn hơn chúng ta một chút đi, gọi là gần như là ngang tầm chúng ta thôi, nhưng mà mình cứ nghĩ quá đi rằng là mình phải tầm tìm một cái người cố vấn gọi là tầm cỡ quá, nhưng mà thực ra thì nó sẽ chênh lệch, nó không sẽ không là giúp cho chúng ta được cố vấn được nhiều, vì cái sự suy nghĩ của họ và cái sự suy nghĩ của chúng ta nó khác nhau rất là nhiều, và chúng ta không theo kịp của họ. Nên bắt đầu ngay từ đầu đầu tiên, như ở trong phần này nói, người thực vấn đầu tiên của chúng ta như là có thể là bố mẹ của chúng ta, sau đó là có thể như là những cái cộng đồng nghiệp của chúng ta. Vâng, thì chúng ta tìm những dần dần lên, và đầu tiên nó sẽ là những cuốn sách của những cuốn sách mà chúng ta đọc, sau đó thì chúng ta là những cái video mà chúng ta nghe đúng không ạ, sau đó chúng ta sẽ tìm đến những cái khóa học dần dần, và chúng ta mới có thể là tìm ra được cái người cố vấn thực sự mà chúng ta là có thể đi theo đúng không ạ. Đầu tiên thì chúng ta không thể là tìm một cái cách hoàn hảo quá. Một lần nữa xin cảm ơn chị Thu Hằng và Thúy Hằng.
song thu của chúng ta, song thí, song hằng vào ngày hôm nay nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Còn ai có muốn chia sẻ nữa không ạ? Anh Sếp Su Thảo ra có chia đâu cũng sẻ nhỉ? không? Dạ. Sếp Su ra đâu sếp? Chắc là máy tính có vấn đề nó văng Chị ra. thích một câu này nữa này. Dạ. Thách thức lãnh đạo lớn nhất của tôi là dẫn dắt chính mình. Câu này chị cảm thấy rất là tâm đắc. Đầu tiên phải dẫn dắt chính mình đã, phải sáng đã, soi cho mình sáng đã, xong mình mới dẫn dắt người khác. Cái này là Dạ. ý thức bản thân rất là cao. Ừ. Nhưng Vâng. mà câu này rất là chị rất rất là hay. Thách thức lãnh đạo lớn nhất của tôi là dẫn dắt chính mình. Mình muốn lãnh đạo người khác như bản thân mình thì không có, bản thân mình đầu tiên phải đầu tiên đã. Ngồi Là phải từ ở đầu đầu tiên đã. mình phải là người đầu tiên đã. Muốn dạy người khác thì đầu tiên phải dạy mình đã. Dạy mình đã rồi mới dạy người khác. À, chúng ta chụp ảnh nhá. Nên sẽ vét ta xuống ghi âm nhé.